đánh, tại vì phải ra cái file này hình như là cũng. Rồi bây giờ bắt đầu thầy sẽ gợi ý cái đề số 9 với đề số 10 nha. Rồi thầy coi cái nó phần ghi bắt đầu ghi được ha. Thật ra là thầy thấy lớp chúng ta đã luyện đến khoảng mấy đề rồi á, thì là thầy thấy lớp chúng ta cũng đã nhớ lại, đã quen rồi. Lưu ý ở đây á, thầy nhắc lại một lần nữa là thầy sử dụng cái Office 2010, tại vì mốt ta thi ở trên trường á thì chúng ta sử dụng Office 2010. Nên ở đây thì thầy vẫn sử dụng Office 2010. Cái file này thì chắc chắn là không có copy được rồi, tại file này file hình nha. Đó. Đây là đề 8, thầy mở đề 9 mà. Đề 8 chúng ta làm rồi. Ơi, đề này thầy thấy cũng không có khó lắm. Đề này là chúng ta sẽ chia cột và chúng ta tạo một cái drop cap. Thật ra là cái này là những cái bài kia thôi, thầy ví dụ thầy làm tạo ngay đây luôn. Những cái bài kia là thầy thấy là các em cũng đã làm được cái dạng đó rồi, ví dụ như là chúng ta có một văn bản. Ví dụ như là văn bản vẽ ha. Rồi, mình nhìn vô cái đề nhé. Rồi mình sẽ chia cột. Rồi thầy tắt này đi. Rồi lưu ý trước khi chia cột thầy cũng có nói lại là chúng ta sẽ enter xuống một khoảng như vậy ha. Rồi sau đó chúng ta mới chọn cái phần văn bản. Chúng ta vào trong file layout, chúng ta chọn là column, chọn more column. Và chúng ta sẽ giả sử chọn hai, hoặc là chúng ta muốn có đường gạch giữa thì chúng ta chọn ở đây. Đó. Rồi thường thường văn bản á, thì chúng ta lên canh đều nha, canh đều. Rồi ở đây chúng ta muốn chèn cái drop cap thì chúng ta vào insert, chúng ta sẽ chọn cái drop cap ở đây. Rồi thật ra cái đề này thì đơn giản. Rồi ở đây chúng ta người ta sẽ chèn cái chữ là 8 tháng 3 thì chúng ta có thể chèn ở ngoài. Thế là chèn cái cuộc hạt như vậy. Đó, ví dụ như là 8 gạch 3. Đó. Rồi người ta có thể là chỉnh hiệu ứng chữ gì đó, hoặc là nếu mà sau này có hiệu ứng chữ công hay là gì đó thì người ta có thể chỉnh cái này. Rồi chúng ta cũng có thể chỉnh phông chữ lớn lên. Và lưu ý khi chúng ta click cho đường viền, ta kéo vào đây thì ở đây thì chúng ta thấy ở đây là chữ nó đang ở trên cái 8 tháng 3 này, nó đang ở trên chữ thì chúng ta muốn nó nằm ở dưới, thì chúng ta lưu ý là click vô ngay nó nè thì nó sẽ hiện cái format này. Thì ở đây nè chúng ta chỉnh nè phía dưới chữ nè. Nhớ nha. Rồi thầy coi trong đây. Rồi mấy cái hình trái tim này á thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ vào trong insert, chúng ta sẽ chọn hình trái tim. Đây đó. Và lưu ý ở đây chúng ta muốn tô màu á mà theo cái dạng mà giống cái đề, thì đây nó có cái phần Arial nè, dây đen vay đen, chúng ta bấm vào đây đó. Chúng ta có thể giữ phím Ctrl, giữ chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta kéo là tự động sao chép nha nha, giữ phím Ctrl kéo là tự động sao chép nha. Rồi chúng ta đánh click vào đây, chúng ta lưu ý như vậy, nếu mà chúng ta click xuống dưới mà không được á thì chúng ta double click, nghĩa là chúng ta nhấn chuột hai lần liên tục là tự động nó xuống đây à nha. Rồi cái việc này chúng ta sẽ chèn một cái bảng. Trời hỏi là có bạn nào thấy cái bảng này tự làm được không? Chúng ta sẽ chèn một cái bảng nó gồm có là một cột, hai cột, ba cột, hết thầy chỉ luôn 1 2 3 4 5. Ba cột và năm hàng nha. Chúng ta vào insert nè, table nè. Ở đây nó dễ, ví dụ như ba cột, năm hàng. Đó. Thì đây chúng ta sẽ chọn nhấn chuột phải mở cell. Chúng ta lưu ý ở đây á, chúng ta có thể kéo cho nó xuống như vậy. Chúng ta có thể đưa lên chọn ở đây, chúng ta sẽ chỉnh và chúng ta kéo xuống vậy đó. Rồi chúng ta sẽ đánh chữ vào. Và lưu ý như vậy nè, khi mà chúng ta đánh chữ vào chúng ta muốn chữ nghiêng á thì chúng ta vào layout, bấm vào đây, bấm canh giữa nè, chúng ta bấm một cái thì chữ nó tự động thay đổi. Và như vậy có một cái như vậy nữa, khi mà chúng ta kéo xuống á các em, thì có nhiều lúc á nó mấy cái hàng này nó không đều. Thì trong cái đề này á thì người ta cũng không yêu cầu các em chỉnh đều đâu. Các em thấy đây, cái trong cái đề này người ta không yêu cầu các em chỉnh đều đúng không? Nhưng mà giả sử sau này á
các em làm việc thực tế mà người ta yêu cầu các em chỉnh đều á, thì các em đưa con chọn lại các em kéo. Nhưng mà kéo như vậy được vấn đề dở nha các em. Nhiều khi mình kéo á, giả sử có 20-30 dòng chẳng hạn, mình kéo như vậy dở lắm. Thì các em coi thầy chị nè, các em muốn tất cả các hàng đều nhau á, các em sẽ chọn lúc nhiều hàng luôn. Coi kỹ khúc này nha. Chúng ta sẽ vào trong layout, chúng ta sẽ chọn vô cái mục này nè. Các em ghi cho thầy nha, muốn tất cả các hàng đều nhau á, thì các em sẽ chọn tất cả các hàng luôn. Được chưa? Đó, sau đó các em vào trong layout nè, em bấm vô cái này. Đó, các em thấy tự động tất cả các hàng đều nhau không? Trong đề này thì không yêu cầu nha. Đó. Nhưng mà tại vì đề này có nhiều dòng, có dòng thì là 3 dòng, có cái 2 dòng người ta không yêu cầu đều nhau. Rồi, còn cái này là chúng ta tô cái đường viền. Các em nhớ là thầy có chỉ các em nè, ví dụ như là các em bấm vô cái này là các em chọn hết bảng. Các em muốn tô cái đường viền xung quanh là kẻ đường viền xung quanh là chúng ta chọn cái này nè. Chúng ta phải tưởng tượng. Ví dụ như là mấy cái đường viền xung quanh này chúng ta bỏ hết đi. Chà. Rồi, chúng ta lưu ý những cái đường ở giữa nè, nhìn vô đề nữa. Nhìn vô đề những cái đường ở giữa là chúng ta thấy ở đây led đứt là đúng không? Thì chúng ta nhớ là bấm vô đây, nghĩa là thầy chỉ từ từ lại nè. Chúng ta bỏ trước đi, sau đó chúng ta vào đây. Bấm vào đây nè, đó, ta bấm vô cái này. Bấm vô cái này. Đó, ok. Đó, mình nhớ nha. Còn cái việc tô màu nền thì chúng ta vào trong đây. Lưu ý thầy chỉ hơi nhanh, nhưng mà tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ coi lại video được. Rồi, còn ở đây chúng ta lưu ý ở đây chúng ta sử dụng tab. Hình thì chèn tùy ý, chúng ta sử dụng tab. Ở đây thầy chỉ lại cái phần sử dụng tab luôn nè, nếu mà bạn nào quên nhé. Rồi, 1 tab nè, 2 tab nè, 3 tab nè. Rồi, chúng ta nhìn nha. Chúng ta còn nhớ là muốn sử dụng tab, nếu máy chúng ta chưa hiện thấy cây thước thì ta vào view, chúng ta bấm vào đây là hiện cây thước nè. Ví dụ như là đây thầy chọn nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi, mới đầu thì nó có thể ở ngoài, ta nhấn phím tab cái là lắm nè. Nhấn phím tab, enter xuống cái nhấn phím tab. Rồi, trong đề nếu mà người ta muốn có đường chấm chấm thì chúng ta còn nhớ là thầy sẽ chỉ chúng ta là chúng ta lưu ý ở đây chúng ta double click vào một trong những cái này, tức là nhấn chuột hai lần vào đây, một trong những cái này chọn từ số thứ hai trở đi, chọn kiểu đường đặt số thứ ba. Các em nhớ những con số này là đâu, nó nằm ở trên đây nè. Máy của thầy do thầy mới cài máy lại nên là nó đơn vị đo là vẫn là in đó. Rồi, chúng ta làm được một dòng rồi, cho lít xuống cuối dòng nha. Nhớ là chúng ta lít xuống cuối dòng, ta enter thì tự động những dòng sau nó có giống vậy luôn. Còn cái việc chỉnh phông chữ thì tí đấy, các em tự chỉnh. Rồi, ở đây á thì cái này thì chúng ta có thể chỉnh chỉnh nó gọn lại cho một trang thôi, đừng có để cho nó có hai trang nhìn nó xấu lắm. Rồi ở đây chúng ta muốn chèn hình á thì chúng ta cứ mấy cái em nếu mà Office 2013 thì nó không có cái clip ad nha. Hay là 2016 nó không có clip ad, các em cứ chèn một cái hình ở ngoài cũng được. Máy thầy do là thầy mới cài lại đó, các em sẽ chèn một cái hình vào. Nếu mà mấy các em không có clip các em chèn hình ở đâu cũng được đó. Và lưu ý như vậy nè, khi mà các em chèn vô đây các em thấy cái chữ này bị đẩy không thì các em nhớ là các em vào trong format mát, các em chỉnh là cái dạng là hình trên chữ, chọn này nha, hình trên chữ đó. Đó thì lúc mà chọn hình trên chữ rồi chúng ta kéo xuống thoải mái, nó dễ di chuyển hơn. Vậy các em lưu ý như vậy luôn, mấy mốt mà các em chèn hình vào trong văn bản á để dễ di chuyển, dễ căn chỉnh á, thì các em cứ chọn chế độ là các em vào trong đây nè, các em chọn chế độ là hình trên chữ. Nhớ nha, ghi nhớ thầy. Rồi, còn ở phía dưới trong cái đề này nó có thêm một cái khung này. Thì cái này hôm trước là chúng ta cũng có làm mấy cái bài PowerPoint á. Là dùng cái này chúng ta vẽ. Chúng ta nhấn chuột phải, add test, đó, và chúng ta đánh chữ vào đây. Thầy là đã mới gợi ý cho các em xong cái đề số 9 rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nha.
Rồi bây giờ thầy bấm dừng. Các em nhớ là các em luyện đề lên, các em lên